cái kênh này à, đây rồi, mới được nhấp cái nè, nhấp cái rồi. U hàng rồi. Hàng rồi. Chu. Thấy không? Thấy. Đến lúc thể hiện rồi. Đó, ui chép, lên chép. Ghê đấy. Kệ nó cho nó lôi. Lôi chợ kệ nó đặt kệ nó. Kệ nó luôn, kệ luôn. Kệ, kệ nó, kệ. Dứt. Ô mày mà vẫn không được hả? Rakan. Xin chào những anh em đam mê câu cá nha. Ngày hôm nay các em mình lại đi săn hàng nha. Ngày hôm nay câu một cái đập rất là nổi tiếng luôn, đó là đập sinh thái huyện E Hờ Leo nha. Đập này rất là nhiều cá khủng luôn. Các em mình ngày hôm nay nhất quyết là phải câu được cá khủng nha các bạn. Dạ ta thôi. Sao cái đầu cần nó cứ nhấp liên tục mà con áp chết rồi mà. Mới làm cái viên chiên xuống đây chiên ăn nha các bạn. Chiên ngay bờ đập luôn này. Viên chiên này là viên chiên Ấn Độ. Còn cần câu ngay bên đây này. India ăn viên chiên mà tao đang chiên viên chiên này. Đi nghe cà phê sau. Còn ngoài đây là đập. Trên này nước rộng mênh mông lắm. Ngồi đây ăn viên chiên đợi cá ăn chạy ra. Cameraman điện thoại bất tử. Rồi giờ mình ra đóng cá rồi các bạn. Cứ nhíu nhíu đầu cần mình giật lên được con cá trê các bạn à. Cá trê con. Con bằng nay mà nó cũng dám ăn mồi của mình các bạn. Cay thiệt chứ. Giờ mình phải gỡ lưỡi ra. Cá trê con. Mà nó ăn cả con nhái luôn. Ok. Bẩn hết tay. Giờ bây giờ mình bóp một cục lăng xê câu chung luôn. Cái kênh này à, đây rồi. Mới được nhấp cái nè, nhấp cái rồi. Đây đây, đặt qua cho nhanh đi. Ok ok. Cá không, cá không? Có cá. U hàng rồi. Hàng rồi. Chu. Ủa to thế. Vừa đâu? Bắt lên luôn. Vừa. Chạy mất giờ. Để căng vô cho. Giáp cầm nó. Chụp đi phát. Đây ta kéo ra chụp đi. Chung lại đi. Bắt lên. Cực. Xả bên nó đi, xả bên. Khỏi chạy bây giờ.
Rồi rồi lên rồi lên rồi. Đây. Rồi, ok. Rồi, để nó dọ cái. Mà trời sáng thôi là sáng sớm. À, tại sáng sáng sớm, giờ còn 12 giờ sớm chứ. Ôi, mất rồi. Cứ cờ Đạt ơi, cho nó lôi đi luôn. Cho nó lôi luôn. Cho nó lôi, kệ nó. Cho nó lôi mất phao rồi thôi, kệ luôn. Kệ nó. Kệ nó, cho nó lôi. Cho nó lôi. Kệ nó, cho nó lôi. Lôi chợ kệ nó đã, kệ nó. Kệ nó luôn, kệ luôn. Kệ nó, kệ. Dứt. Ô mày mà vẫn không được hả? Vãi nó. Còn nguyên hả? Ném ra xa hết cỡ luôn rồi. Câu hồ có tắm mấy cái câu qua sau câu có cá to mà được con nào to một con cá tắm với một con bắt một con chép một con thả chứ không thêm một con nữa một con thả thấy bền bền đấy. Cá con rỉa hết mồi. Đó. Đó. Được của nó thật chứ. Cay quá. Ăn miết mà không nuốt nổi á. Nó cứ cắn á. Mà nó chưa đứt chân cẳng chưa đứt phát nào luôn mà. Để vậy à. Cho nó mất alo đó. Ờ. Cái này có kẽ to đó. Đâu, cá nó đâu ăn cái này. Ôi ngày mai ngon á. Đấy lại trồi lên lại kìa. vậy là chưa dính. Vậy là chưa dính rồi. Dành. Mai cho nó nuốt luôn đã. Cho nó nuốt đã. Cho nuốt luôn. Cho nuốt luôn. Nuốt luôn. Rồi. Dơ cần theo, dơ cần theo nó cho nó bơi cho xa luôn. Đó, rồi, cho lên. Ui, vẫn không được hả? Sao còn nguyên vậy? Cái hơn mồi ngu mua. Mồi nào chả mua. Mồi này không mua. Mồi này hoàn toàn tự chế. Đây là cám cạo rang với lại cái bánh dâu kìa. Oh, yeah. Nhà sáng chế đó. À, với lại đó. Rượu. Cơm rượu để coi. Với lại còn quay không? Còn quay không? Còn quay không? Còn. Hả? Còn. Tắt đi. Cắt gì? Lỡ sợ gì lỡ. Tắt đi có thành phần không quay lên được đấy tắt. À có đấy hả? Đến lúc thể hiện rồi. Cái gì đây? Chê chắc luôn. Dù nặng thế. Sợi chưa? Mắt cái cần kia luôn kìa. Mắt cần của ông Danh hay ông ném cái gì này. Còn cá mà. Con đang chạy kìa. Đó, ui chép, lên chép. Ghê đấy. Mẹ, ông Toàn mẹ mãi lên được hàng. Vẫn chưa được ký, vẫn chưa được ký còn ơi. Con này chắc thịt má. Cẩn thận nó. Ngay thả đi. Cân này 3 lạng á.
cơ hội rồi. Đó, ghê nha, ghê ghê. Có thấy cái cần nó trôi cuốc vào trong đây mà. Toàn là liên tục lập công. Gớm. Đang liên tục lập công này. Rồi con này hợp mẹ rồi đủ má. Chế thế nào? Hôm qua mới chê. Chế gì? Con này hợp mẹ mà cái cần trước kia màu đỏ rồi. Cái cần trước kia màu đỏ rồi. Quay gần gần cho nó to nhé. Ta phải làm. Đã chưa? Màu xanh đây đã chưa? Rồi. Màu cỡ đó. Soi dùm cái người để thấy đường gỡ cái lưỡi giống được nói nha. Anh em ăn cần qua hôm hết đi. Phao hết. Rồi ok. Thả cảm ơn. Thả tay luôn. Ôi thả cảm ơn. Sao mắt lại rối. Ông ơi. Một thằng giơ lên thì một thằng phải hạ xuống nhé. Ông ơi giơ theo tôi. Toàn lại sướng nha. Má gắn tem rồi. Toàn gắn tem rồi. Tối nay nó toàn dòng liên tục rồi. Ngày mai cũng có vòng tới 2 giờ mới tiếp. Cái này bây cái giờ này đang ở trong giờ phong thủy nè. Kiểu này lên con này là mai toàn mình gắn tem ở đây rồi. Cái định mệnh gì vậy? Kỳ vậy. Ok. Tổng kết cá này các bạn. Nay được ba anh chép này, một con khổng lồ luôn với hai con cá trắng với mấy con cá chê con. Con cá trặc này thì vớt được, nó bơi lên bờ vớt được. Cá này các bạn. Này không có con nào danh thèm hết hả? Rồi thôi. À có con vảy rồng kìa. Đâu? Vảy rồng con nào lấy đi. Không phải. Không có. Vảy thường. Cái này mau vảy thường. Vậy thôi, thả. Thả đi chết nó tới là nó chết. Đây là cá lấy nè. Cá trặc với cá chép. Bên bụng luôn kìa. Con bầu á. Mấy con này thả lại hết nè. Đây nè. Đụng má, ta đã thả rồi mà. To vậy? Anh cho anh cua đây. Ừ, cua đó sao bắt được? Bắt đi. Sao mấy con này đụng má báo dữ vậy ta? Con có thả đây 31 câu ngon nữa. Con kia chết rồi kìa, lấy mấy anh chết lấy đi còn. Phần bụng. Cua kia to kìa. Nãy phòng phẫu thuật. Giờ nó bị lạc đường rồi, giờ thả xuống nó mới đi đâu. À, cái vi lưng của nó mà sao khó chịu vậy? Lúc nãy con có con cá trắng nó vi lưng mà. Nó xé lưới ra luôn. Rồi, cá nó quay lại. Đây là cua. Quay này chưa? Quay rồi. Quay gần cho phát nó thèm đi. Để chụp ảnh. Lúc nãy con cá trắng là nó dính vi lưng mà nó xé cái lưới ra vậy nè. Ghê. À, rát luôn. Để. Lên. Giờ sát lên. Giấu mấy ngón cày xuống dưới bụng cá. Đó. Rồi ok, hôm nay đi về nha các bạn. Thành quả ngày hôm nay khá là ok rồi đó. Được rất là nhiều cá luôn. Đập 82 nha các bạn. Hãy subscribe cho